Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì trước mặt anh em đây mình có ít đồ nghề ha. Giờ có một hai bộ nguồn di động DC có, AC có nha. Giá hôm trước thì khác, giá hôm nay mình thanh lý hai con này nha anh em. Giá con này mình thanh lý giá 4 triệu nè. Giờ thanh lý cái bộ nguồn nhỏ này giá hơn 1 triệu thôi. Chúc anh em nào quan tâm thì mình có thể tua qua mình xem nha. Thì tiền nào của nó anh em hơn 1 triệu thì nó có giá hơn 1 triệu. Còn bộ hồn nguyên si hoàn chỉnh thì nó giá nó khác nha anh em. Thì đây là kết quả của mối tình ngang trái, lý do mình dọc phá hai cái bộ nguồn này cho nên nó có bị hơi hỏng hóc, mình bán thanh lý về cho anh em có nhu cầu mua về sử dụng nha. Bộ nguồn di động cực kỳ tiện lợi cho những anh em hay đi xa hoặc trong trường hợp sử dụng trong gia đình hay bị mất điện này nọ đó, mình có thể sử dụng nó để thắp đèn, thắp quạt, nói chung mình độ linh tinh, không dùng cho những cái động cơ thôi. Rồi mình vô chi tiết nha anh em. Trước mặt anh em đây mình có một ít đồ nghề nha. Đồ nghề linh tinh, giá trị thì nhiều cái nó sẽ rất là thấp cho nên mình sẽ báo giá trực tiếp trên từng sản phẩm và hình thức mua bán anh em. Thì hình thức mua bán mình nhắc lại cho những anh em mới xem kênh lần đầu. Và anh em mua hàng ship code á, là sẽ nhận hàng trả tiền á, thì là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em, tùy theo món hàng nặng nhẹ. Thì anh em chuyển khoản thì những tùy theo giá trị hàng, nhiều khi những giá trị hàng thấp thì anh em chuyển thêm 10k cho mình nha. Mình sẽ báo giá trực tiếp trên từng sản phẩm, anh em chú ý lắng nghe và quan tâm thì liên hệ trực tiếp mình. Cái này để chút mình thôi, mình review cái này trước đi nghe anh em, rồi mình sẽ bỏ xuống. Cái này là có một bộ đồng hồ chia ga của Nhật nha anh em, đồng hồ chia ga của Nhật. Hai bộ này là nặng 3,5 kg. Chưa tính hai cái giò chia này ra nha, cái này giò chia là ren ngược này, mình có bán rồi nha. Anh em quan tâm thì liên hệ mình nha. Lấy xuống cái này cho anh em, này ren ngược đó anh em, tất cả hàng này hàng nội địa Nhật nha. Cái này thì nó biết sử dụng chưa nhưng mà về hàng bãi thì nó có xay xước rồi, nhưng mà đồ đạc thì còn rất là tốt ha. Đây nó thiếu cái nắp chụp, thiếu cái nắp chụp thôi. Cái này không biết cái dạng ren gì mà có tí xíu à. Bằng đồng thau nha anh em, hàng nội địa máy in sao băng luôn. Đây cái đồng hồ ga này anh em làm gắn vô bình ga thông dụng, bình ga mà anh em đang xài bếp ở nhà nha, ok nha, của Yamato. Bộ này mình bán 1 triệu đồng nha anh em, 1 triệu đồng. 1 triệu thì nó sẽ có kèm theo những sản phẩm này, anh em chú ý lắng nghe nha. Sẽ kèm theo hai cái dụng cụ chia hơi luôn, ủa chia ga luôn. Là sẽ kèm theo hai cái dụng cụ chia ga như trên hình ảnh ha. Giờ lưu ý cái sản phẩm này nó sẽ có hai cái ren ha. Đây nè, như cái ren này là cái ren kiểu như ren trong ren ngoài á em. Bộ này hai cái này cũng như cái được cái ren ngược và ren thận á. Ủa thằng này cứ dùng ga nè, ga trong bình, ren trong ren ngoài đó. Khi mà có cái bình ga nào mà hay là dụng cụ gì nó có cái như cái lòi ra như thế này nè, là mình lắp vào đây mình siết ốc lại là mình sẽ thấy thôi đó. Đây anh em lắp vô, không biết lắp vô đường nào ta, cái này mình hơi bị bỡ ngỡ nha anh em. Thêm đây một cái dụng cụ ấy nữa, cái này là để chia ra nè, chia ga nè. Đầu này đầu vào là thằng này là này vào nha anh em, chú ý là cái thằng này cái ren này nè, mấy da băng luôn nha. Còn cái này là nó thiếu đi cái núm vặn ở trên, nên anh em có thể lấy những cái núm vặn của bình ga ở Việt Nam mình anh em gắn vào vừa nha. Và cái bộ này thì đầy đủ hơn nè, cái này thì anh em rất là quen thuộc nè, đúng không? Cái bình ga của mình anh em đẩy vô đây là anh em ship là vừa giờ là vô nè, và nó kèm theo cái thêm cái tay này nè để cho anh em vặn luôn nè. Này một bộ nữa nè, cái này có nấm zin nó hiện còn, cũng là máy in da băng nha. Cái bộ này rất là nặng nha anh em, là 3,5 kg là mình chưa kèm theo hai cái đầu chia này nha, hai đầu chia ren ngược. Bộ đầu chia ren ngược này cũng của Nhật Bản luôn nha anh em, cũng thông dụng luôn. Mình mới lượm được hai cái này và kết hợp với hai cái này là quá dự luôn. Nè, anh em muốn gom mua nha, luôn hai cái đồ chia này là khoảng là 4 kg hơn nha anh em. Nè anh em thấy hai cái bút răng là nó khác nhau ha,
ngoài với này với nhau nè. Đó, thằng ren ren trong, thằng ren ngoài nha. Nên chú ý hai cái này nó có sự khác biệt. Hai nơi, hai cái. Khi anh em muốn ví dụ như này, anh em ở nhà hàng thì đó anh em chia ra ra này. Đó, có hai cái khóa núm này chia ra ra. Đó, khóa lại, chia ra để sử dụng nhiều thiết bị anh em. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn, cho nên anh em xài dùng xì ga gần như bị khó nha. Giá bán là 1 triệu đồng nha anh em, giá bán 1 triệu đồng một bộ như thế này, kèm theo hai dụng cụ chia ga nha. Anh em cứ nhắn cái bộ chia ga ra ha, hai cái chia ga đó, hai cái van ga. Rồi mình coi cái ghi mã nha anh em, nào muốn mua lẻ cái này thì vẫn có bán nha. Cái này 150.000 một cái, của Nhật luôn. Anh em liên hệ trực tiếp và anh em cứ nhắn tin cho mình là cái chia ga 150k nha. Lưu ý là ren ngược nha. Hàng này của nội địa Nhật Bản luôn, nó còn nằm trong bịch luôn, tại mình lấy cái mình lắp vào nha, chưa sử dụng nha anh em. Hai cái đầu ga ga nè, đó. Cái van cực kỳ chất lượng. Rồi, 1 triệu đồng chuyển khoản mình báo ship nha. Lưu ý COD là chưa phí ship. Rồi hôm nay mình có 3 cây kìm kìm nhọn nha anh em. Mình bán 90.000 một cây. Anh em chuyển khoản thì chuyển khoản 100.000 cho mình, hay là mình sẽ re-ship, còn COD là chưa nha. Anh em có thể mua kèm theo những sản phẩm thêm một mã gì khác để mình bao ship cho anh em. Chuyển khoản mình bao ship nha. Cây thước cây kìm nhọn này nó dài khoảng 16 nha anh em. 3 cây như nhau. Của TTC nha anh em. Chung răng thằng nào nãy đẹp như nhau, răng của TTC nha anh em, mình vệ sinh nó hơi bị mờ tí xíu. Anh em trên tay anh em nhìn, anh em cầm sẽ thấy được hơn, có cây thì nhìn còn rất là rõ nè. Cũng còn hơi mờ mờ. Đó, TTC. Chung kìm nội địa hết nha. Răng y như mới, 90.000 một cây nha anh em. Khỏi ghi giá, anh em cứ nhắn kìm nhọn. Mã số 1 130.000 cho cái kéo đuôi cá nha. Này sử dụng thép không rỉ. Chữ Nhật nó khắc tay rất là đẹp. Nè anh em muốn bén cỡ nào thì anh em về cái mài bén nha. Cây này bạn mới đổ mình mua 100.000 ở nha anh em, 17 nha. Bán 130.000 chưa phí ship. Hình thức còn đẹp ha. Anh em muốn bén về cách ngọt ngào cỡ nào thì anh em cứ về cứ mài bén thôi. Mã số 2. Bán hai cây kéo cắt tóc này 150.000. Hai cây kéo cắt tóc 150.000. Cái này về nó bị dính sét á anh em, nó đen như chó mực á. Trên này mình có dụng cụ đánh cho nên anh em nhìn thấy không, rất là bóng luôn. Mình qua những thiết bị đánh bóng thì nói chung nó sẽ khác nè. Kéo Nhật nha, Tokyo. Đó. Cái kéo này thì nói chung là còn cắt tốt, anh em muốn bén thì anh em về mài thêm. Muốn bán cái gì chiều dài này, anh em nhìn trên màn hình nha, khoảng 17-18, hai cây như nhau. Nó có cái này cái cự á, cái này tay nhỏ nha, tay mình anh em, tay mình cũng dạng tay nhỏ cho nên mình lắp vào nó cũng hơi chặt ha. Cái này gần như kéo cắt phụ nữ á, bên Nhật nó phụ nữ cắt tóc hay sao. Hai cái kéo này 150.000 chưa phí ship nha anh em. Kéo hớt tóc nha, mã số 2. Mã số 3, bán hai cây kéo giải này 370.000, một cây kéo 2 tấc và một kéo 2 tấc rưỡi. Kéo này nói chung bằng gang, khi ra bãi anh em nó gặp mưa gặp nước thì nó sẽ bị dỉ sét lắm, nhưng mà mình đánh lại anh em nhìn y như mới luôn, rất là đẹp ha. Lưu ý một cây 2 tấc và 2 cây tấc rưỡi. 2 tấc rưỡi này là phù hợp nhất ha, còn kéo nhỏ này thì chúng mình để cắt những cái ấy nhỏ thôi. Cái này kéo này về mài thì dễ lắm anh em. Chung kéo mai là quan trọng ở cái mũi ha. Cái này anh em có đá anh em mài quen tay thì anh em mài cũng ok thôi, rất là bén. Đầu nèo ngoài bãi thường thường ít ai lụm lắm, tại nó rất là reset. Khi mình về mình vệ sinh xong mình đánh bóng là anh em nhìn không có ra được hàng bãi đâu. Đây. Kéo xịn sò vệ sinh sạch sẽ luôn. 370.000, cái này anh em chỉ khoảng mình đi ship nha. Đó, một cặp. Mã số 4, 250k, ba cái đĩa cắt và một cái của hai cái đĩa cắt.
này thì hai đĩa kìa, một cái đĩa này chưa sử dụng nha anh em, đĩa 105. Cái đĩa này có sử dụng rồi, còn sử dụng tốt, cũng là đĩa này nó cũng là đĩa 105 luôn đây nè, nó sử dụng nước thôi. Đĩa cắt gạch cắt đá nha anh em, để gắn vào những cái máy mài cầm tay thì mình phải kiếm thêm cái sơ mi nha anh em, bản gì nó không có cái sơ mi. Và một cái đĩa này, cái đĩa mài gạch đá này, cái này chắc dùng cho những anh em nghệ nhân quá đó, cái này mình thấy rất là hiếm, ít có gặp lắm, nên làm rất là dày chắc chắn nha anh em, đĩa một tấc nha anh em, đĩa một tấc nha, nghề hợp kim nó còn rất là dày nha. Ba cái đĩa này mình bán 250.000, chuyển khoản mình bao ship nha. Những món hàng giá trị thấp thì mình sẽ không bao ship dưới hình thức chuyển khoản. Còn anh em COD giờ tuyệt đối mình hỏi không bao ship, bao mua bao nhiêu là trả phí ship, trả cũng vẫn phải trả phí ship nha anh em. Mã số 5 mình bán 250.000. Một cái cưa này kèm theo cho anh em một đống lưỡi cưa luôn, 1 2 3 4 5 cái lưỡi cưa. Lưỡi cưa này chưa sử dụng nha anh em. Để sử dụng chung cái cán này nè, anh em mua một lần vài năm sau mình mới gặp lại nhau nha. Lưỡi này dài 2.4 nha anh em. Lưỡi dài 2.4. Lưỡi này lưỡi của Nhật luôn nha. Nó không có khắc gì trên đây hết á, nó khắc ngoài cái vỏ bịch thôi. Đó, anh em thấy năm cái lưỡi này thêm cái cán này với một cái lưỡi này. Cái lưỡi này thì nó cưa mình y như cưa ống nước vậy nè. Còn mấy cái lưỡi này thì khác nha, anh em có thể sử dụng để cưa gỗ được nè. Cưa nói chung cưa cây, lưỡi mịn này thì anh em cưa cây khô thì tốt hơn, thì cây tươi thì nó có độ rít hơn nha anh em. Còn cây này cưa ống nước hay gì đây nè, làm răng nó mịn chứ không phải là lưỡi nó hao mòn nha anh em. Nè cái cán này cán của Nhật luôn nha. Cứ việc sử dụng thay thế lưỡi thì anh em cứ mở con cán này ra là anh em sẽ thay thế lưỡi. Coi như 6 cái lưỡi và một cái cán này. Cái cán này anh em có thể chế những cái được cái lưỡi khác vào sử dụng vẫn được, nhưng mà mình đang có những cái này thế này thì thôi mình dùng riêng của nó nha. Mã số 5 250.000, chuyển khoản mình bao ship luôn nha anh em. Mã số 6 nào cũng là 250.000. Bao gồm là hai cái lưỡi cưa 2.4. Cái lưỡi này không biết sử dụng chưa mà dục ra bãi, chắc có sử dụng nước nha anh em. Lưỡi của Nhật nha, hết nha. Nè cái lưỡi này anh em cưa cái tươi cái khô. Cái tươi cái khô gì vẫn vô tư nha. Độ béo thì nó không gì mới, khoảng hơn 80% thôi. Bao đem cắt ngọt ngào hết. Nè để thay thế vào được hết nha anh em. Có điều là cái cán này là mình lối cái này ra đó anh em. Kiểu như cái này bằng thép nha, làm rất là cứng. Mình lối nó ra cái nó bị tép á. Mình mài đi, mình lấy mỏ hàng, mình hàn chì lại nha, anh em sử dụng bình thường. Cái cán này cán của Nhật luôn nha. Cái cán này nhiều khi có lưỡi mà kiếm cái cán này ra bãi mua cũng 50.000 cái nha anh em. Còn chứ anh em chế mất thời gian nữa, cũng tiền tính ra tiền công với tiền làm cán nó còn hơn 50.000 nữa. Thêm hai cái lưỡi này nữa, một cái lưỡi dài 3 tấc. Máy ra băng luôn nha, cái này như chưa sử dụng nha anh em. Nó để bãi không biết có bị gì không, qua để coi anh em. Để bãi đi có mẻ 1-2 răng anh em, kiểu gà gãy trong đầu á, chứ còn này là lưỡi cực quén nha, dài 3 tấc lận anh em. Cái nào cũng lắp vào được hết, cứng ngắt cho anh em mình dây cưa hết. Thêm một cái lưỡi này đây, cái lưỡi này giờ có mình có vẫn có lưỡi mới để bán nha, 120.000 một cái, một lưỡi dài 265 là 2.65 nha. Đây là sao băng nha. Lưỡi nè, anh em thấy cái thép nó tui nè. Cái lưỡi này anh em để tay vô cái đứt luôn á. Rút không được luôn nha. Lưỡi này là do mình review á, mình tháo ra mình để một thời gian anh em, tháng mưa nó có bị mưa nó tạt ha. Cho nên anh em thấy cái lưỡi này là mình thấy nó bị dỉ tí xíu nè, mình bán rẻ trong chung một bộ này nha. Vẫn có lưỡi mới chưa khui tem mới 100% luôn. 120.000 một cái lưỡi như thế này nha anh em. Anh em nào muốn có cán hoặc anh em về muốn chế cán thì vẫn có bán nè. 120.000 một cái lưỡi rồi như thế này, nguyên si. Quên nó mình lắp cái này. Cái này anh em thay lưỡi qua lại sử dụng ok ha. Cái này lưỡi nó hơn một chắc khoảng 1 ly á nha anh em. Không nó không có lỏng lẻo đâu nha. Bạn thấy vậy chứ không lỏng lẻo. Anh em cưa nó có độ dữ.
Rồi 250.000 chuyển khoản mình bao ship luôn, coi như là bốn cái lưỡi cưa xịn luôn, thêm một cái cán quá rẻ cho một cuộc tình. Mã số 6 250.000 nha anh em, để mình linh xuống bớt để mình review cái này. Mã số 7 mình bán 140.000 chuyển khoản, mà chuyển khoản thì chuyển thêm 10.000 nha anh em, 150.000. Nói chung thì clip này hôm nay thì trên 200.000 thì mình sẽ bao ship ha, anh em có thể mua kèm thêm năm cái đầu bét này, bét khò gió đá, cắt gió đá đó nghe nè. Nhiều khi anh em mà mua đầu lô ở đây, nhiều khi cũng đầu lô ở đây thì bán chắc cũng vài chục ngàn đầu cho anh em rồi. Còn này đầu xịn luôn, cái hộp kim đồng anh em mài nó còn cứng y như sắt vậy đó. Thêm một cái đầu rời này nữa nghe nè, nó sử dụng chung với nhau hết à, cái đầu bét. Bước rang nó chung nhau được hết nha nè, chung nhau hết nha. Đó. Năm cái đầu bét này. Cái đầu rời này là đầu rời để là 200, chắc có thể là 2 ly không phải, anh em để 200 cái thông số riêng nó. Cái này đồng vàng, này đồng đỏ nè. Cái này 225. Trong một bộ này đầy đủ hết. 225 và 400. Thằng bên đây 450. Cái thằng bên đây mấy trăm? Thằng này 500. 500 nha. Đó, anh em nhìn trên màn. Năm cái đầu bét này mình bán 140.000. Sale đây là không có bao ship nha anh em chú ý cái khoản đó. Rồi, tiếp theo là vô cái vấn đề này. Đây, vô cho hai cái mối tình này. Hai cái mối tình ngang trái này, anh em thấy mình rõ đâu không bác, dây chai nè. Đây. Cái này nó hàng có giá trị thì nên mình review nó có thể nó hơi lâu, anh em có quan tâm thì chú ý lắng nghe nha. Cái bộ nguồn to này mình bán 4 triệu đồng. Này anh em thấy nè, như mẹ với con ngày hôm nay mình có cái bộ này, hai cái bộ này nó mẹ với con luôn. Cái mà bộ nguồn này vải nó về thì đa phần hơn 90% là sẽ bị hỏng vì pin. Hỏng vì pin là lý do nó lưu kho anh em, nó bị xả cạn đi một hàng xe pin, kể cả bộ nguồn lớn này. Cái bộ nguồn này nói chung nó có tới gần cả trăm cái lần, cho nên mình không có mua được hết nha anh em. Sẽ cũng có nơi khác bán. Sẽ tùy theo pin người ta sẽ vô người ta bán, sẽ tùy theo cái mức giá anh em ha. Tùy theo cái mức giá ở quan trọng ở cục pin. Tại một vụ nguồn to này nó sử dụng 72 xe pin là anh em, nếu mà pin xịn thì nó phải từ ngoài 2 triệu đồng, pin Trung Quốc thì cũng phải gần 2 triệu rồi. Tuy nhiên những cái pin này hôm trước mình bán cho anh em rất là nhiều rồi, hôm nay là cái bộ nguồn này mình bán giá này anh em tham khảo nha. Cái bộ nhỏ này thì mình đang sử dụng, cái bộ này thì mình lấy lý do hai bộ này cũng là lý do mình dập phá thôi, cho nên nó bị hỏng. Và tiếp theo mình bán mấy cái đèn này đi nha anh em, để mình sẵn có đèn này mình review luôn. Mỗi cái đèn này chỗ này là mình bán 300, anh em cứ nhắn là đèn len ha. Và bộ đèn, cái đèn len này nó sẽ cái sợi dây kèm theo sợi dây dài là hơn 4 mét ha. Công suất kèm theo cái bóng của nó 100V, 100W nha anh em. Và anh em thấy nó thiết kế nhìn rất là độc đáo. Có thể cầm, có thể kẹp. Ví dụ anh em ngay làm việc ngay chỗ những ánh sáng nào đó thì mình có thể mình kẹp lên cái gì đó mình để mình cho nó có ánh sáng để mình làm việc ha. Và lưu ý cái này có thể thay bóng được. Thay bóng anh em muốn sử dụng bóng 220V thì anh em cứ việc thay qua là anh em sử dụng thôi nha. Nó không hạn chế ở là mà kiểu chủ yếu là cái bóng ha. Bóng zin của nó là 100V là điện zin của Nhật. 300.000 cho cái đèn đen này nha anh em. Đó, phía trên mình đang gắn một cái đèn để chiếu xuống để mình test cái bộ nguồn này luôn nha anh em. Và cái đèn đỏ này cũng là 300.000 đồng. Cái đèn đỏ này thì nói chung mỗi cái mình về tới gần 100 cây rồi, thẩm ra mình bán cũng số lượng ít à. 300W một mỗi đèn chà bá lửa này ha anh em. Cái bóng đèn này 300W. Đó anh em ha. Đó. 110V 300W. Bóng đèn này nó sẽ rất là sáng nha. Bóng đèn sẽ rất là sáng. Nó dài nó to lắm nha anh em. Và dây theo nó thì chỉ hơn găng tay mình nó khoảng chừng 4 tấc thôi, tới đây chứ khoảng 3 tấc rưỡi à. 300W nha. Cái bóng đèn theo là kèm theo là 300W. Anh em lắp ở nhà xưởng hay gì đó là hay là trước nhà mình đó, nó sẽ rọi ra rất là sáng. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng, sẽ kéo có bao bì luôn nha anh em.
ví dụ như cái đó nè, cái này nó có cái bao bì này nó hơi bị cũ thôi nha. Nè, cái đèn đỏ đó, đây là chứa một cái đèn đỏ bự như nè. Còn cái đèn đen thì nó sẽ có cái nó có bịch, có cái nó không có bịch anh em, nó chỉ có cái bịch nó bọc lại thôi. Đèn này đèn của Nikko Nhật Bản nha. Cái này có thể điều chỉnh đa góc luôn anh em, Nikko Nhật Bản. Quên nữa, cái này nó có cái công tắc ở đây nè anh em. Đây nè, cái công tắc của nó nè, bấm vào bấm lại là tắt thôi. 300.000 một cái. Bộ nguồn này, thứ nhất để mình giới thiệu cái bộ nguồn này trước đi, mình sẽ cắm điện mình test dòng xả ra cho anh em. Nó sẽ kèm theo cái dây sạc. Sạc tối đa 5A. Trên đây là mình. Đây nè. Đây là nó có hai cái cổng sạc. Điện áp vào nó sẽ là 13 cho tới là 23V. Anh em có thể lấy sạc 3S, ở sạc từ 4S, 5S hoặc là sạc máy tính rất là nhiều. Nhưng mà hai nó đưa ra hai cổng á, là để cho mình chỉ sử dụng được có một cổng thôi, tối đa là dòng 5A thôi. Ví dụ củ sạc kèm theo nó sẽ là 5A nha. Nè, 15V 5A, nó chỉ sạc được một cổng thôi, tại vì bộ nguồn này nó là 60A. Cho nên mình sẽ sạc tối đa là 5A, khi anh em sạc vào nó sẽ hơn 10 tiếng. Nó dao động từ 12 tới 15 tiếng đồng hồ anh em sạc một pin nha. Còn anh em muốn chế cháo thêm thì mình đưa thêm một cái cổng sạc, hoặc mình đưa qua cái mặt nữa là anh em sạc hai cổng, có thể mình sạc hai cổng là 10A sạc vào nó sẽ nhanh hơn nha. Cái đó là để phần mình chế cháo thêm. Và bộ nguồn này là do lý do là mình dọc phá là nó bị chạm á. Chứ bộ nguồn này về nó sẽ không có bộ nguồn nào bị hư hỏng về phần mặt và linh kiện hết. Lý do là người chủ sở hữu là mình phá thôi. Kiểu dọc phá để độ chế thêm anh em. Đây nó bị hỏng hai con IGBT này cho nên mình đã thay rồi. Đa phần nó sẽ bị hỏng. Mấy con IGBT này nó y như một cái cầu chì, y như cầu chì điện tử anh em, nó đóng ngắt bảo vệ quá dòng và bảo vệ quá tải. Đó. Nếu mà nó mấy con này thì thay thì cũng chẳng bao nhiêu tiền, chỉ vài chục nghìn một con thôi ha. Còn về cái phần bo mạch là anh em xài yên tâm. Nó tại vì nó tất cả những cái bộ này trong đây nó là sử dụng những cái thiết bị coi như là để bảo vệ cũng khá là hiện đại chứ không phải là đơn giản. Thì bộ nguồn này thì mình bán 4 triệu nha anh em. Là pin mình cũng còn cầm. Bảo hành cho anh em 1 tháng về trải nghiệm nha. Pin thì nói chung khoảng từ 100% thì không có chuẩn, tại vì mình có sử dụng, mình về mình sạc xả chừng 2 lần à. Khi mà pin chưa cạn á mình sạc, mình test dòng xả với mình test sạc vào á anh em. Đó. Mình sẽ để hôm nay vẫn còn 100% ha. Cái này cái hay cái là nó có sẽ ra cổng DC AC. DC là 5 để sạc vào điện thoại á anh em, quét chấp 3.0. Và cổng 12V 12 để sạc ô tô nè. Bộ nguồn này anh em xách để xách, có thể xách mà đi mọi nơi nha. Nè anh em đi chơi hay đi đâu đó cũng chung là cái này là không cố định như là cái bộ cái ổ điện di động vậy thôi nha. Và công suất của nó sẽ được ra AC là 100V 1000W sóng sin nha. Đó, sóng sin chuẩn ha. Nó không phải sóng vuông hiện tại hay sóng sin nhìn nè. Nói chung là mình hiểu đơn giản vậy đi. Nó sẽ có hai cái ổ cắm này, mình sẽ bật nguồn AC vào đây là bật ở đây. Cái này nó hiện đại một cái là anh em thấy nó có cổng sạc nhanh, là cho nên là nó có bộ sạc nhanh không thì anh em gặp cái sạc nhanh 3.0 là anh em gặp ở những cái còn là gặp ở những cái bốc sạc vô phòng hàng xịn đó, mới gặp mới có đó. Khi mà có tải 300 từ 300W vào, anh em thấy hai quạt bên hông nó sẽ thổi làm mát linh kiện, rất là mát luôn anh em. Đó, giá bán chỉ 4 triệu nha anh em. Bộ nguồn thì tùy theo cái dung lượng pin. Ví dụ mình hổm mình bán thì những cái pin mới 100% là từ 5 triệu nha. Bộ nguồn này lý do là có sửa chữa, lý do mình dọc mình phá thôi chứ không có gì vấn đề gì ảnh hưởng gì hết. Và cục này pin này là pin zin, chưa có đụng chạm tới. Như nãy mình nói là 90% nó bị hỏng hóc về vấn đề pin. Như mấy cục bộ nguồn nhỏ hổm ra mình bán cũng gần cả 10 cục mà. Hôm nay có bộ nguồn này. Cái này hôm qua mình tháo ra, lý do bộ nguồn nhỏ này hôm qua mình tháo ra là mình thay mấy cái cell V3 nghe nè. Đây. Thay mấy cell V3B và mình sẽ đi vào 9B. Vào 9B dung lượng nó cũng là 20A để mình dùng trải nghiệm cái cell pin Sony này chất lượng hơn. Nói chung mình trải nghiệm thì anh em nào có nhu cầu thì bọn vẫn có giá một bộ nguồn hoàn chỉnh mini như thế này. Đây bộ nguồn mẹ với con nè, Bestep. Đây bộ nguồn này sức cao là 300W ha. Bộ nguồn này nó chỉ khoảng 4 5 kg thôi, còn bộ nguồn to này nó hơn 10 kg nha anh em.
đây nó xả, chắc nó xả như thế này là anh em thấy nó cũng phải khoảng từ vài tiếng đồng hồ. Sạc nhanh nữa, đây thêm một cái hai cổng AC DC 12V nữa. Và đây là một cái mối tình quan nghiệp cho nhiệt quan nghiệp là do mình phá, mình sẽ thương yêu bán ve chai. Nó không phải ve chai nha anh em, mình để mình tắt cái này đi để nó ồn quá. Đây mình sẽ rồi mình đây là một cái nè, linh kiện của trong cái bộ nguồn mini này. Giờ mình sẽ cho anh em xem cái nội thất bên trong nó sẽ như thế nào. Để anh em có anh em nào thợ điện tử nhìn xem là xịn hay không xịn, nhìn đánh giá giùm nha. Thợ điện tử nói chung là sẽ nhìn vào bộ này so với những bộ nguồn kia mà UPS ở Việt Nam mình đang bán, nó có sử dụng cho những nó ra nguồn 220V á, nó sẽ rất khác biệt hoàn toàn với cái bộ nguồn này của Nhật nha anh em. Bộ nguồn này là best test, nó có cái mã của nó. Bộ nguồn di động này nó cũng là best test, thằng này mẹ thằng này con, nó có cái mã nha anh em. Mà giờ mình nó nằm sau đích mình ấy. Đây là cái bảng mạch phía trước mặt, mà trước mặt này nó sử dụng hai cái bo mạch hoàn toàn độc lập với nhau. Ví dụ thằng này sử dụng thằng này để cấp nguồn cho để DC để sạc này, để sạc và xả ra những cái cổng sạc 3.0 và cổng 2.1 đó. Đây là một cục pin của nó, lúc mình lắp vào là mình đo nồi tháo ra mình kiểm tra nồi trở là đúng nồi trở 20 là như mới nha anh em. Mình có sạc xả 2-3 lần thì nói chung là bộ nguồn này trên 95 của cục pin này trên 95% mới ha. Và mình có lắp mạch bảo vệ 3S vào đây để cho anh em chế cháo như mình nè, để anh em có thể về chế cháo. Nhắc lại nha, cái bộ nguồn to này mình bán 4 triệu, pin là 72 cell pin, là dung lượng 60A nha anh em. Nhưng mà bộ nguồn này có sạc xả vài lần thì mình tính cho nó không đủ 60A nha. Nói trước để khỏi phải lăn tăn, nhưng mà pin cực kỳ tốt. Đây, cho anh em xem cái bảng mạch. Quên nữa, cái này có bộ nguồn nhỏ này mình sẽ bán với 1.150.000 anh em. Nè, bao gồm bóng dây chai này, một cục pin này, nói chung là hoàn chỉnh. Thì mình sẽ test, anh em nào có hứng thú thì chốt nha, lắp vào hoàn chỉnh thôi. Còn cái bộ nguồn này là cũng mình đang review cho anh em. Đây là một con IC quản lý sạc nhanh nè, con này là không là mấy trăm ngàn anh em, mua từ nước ngoài về. Mình cũng dọc phá thêm bộ bị hỏng con này nè. Lý do dọc phá mình sẽ không nói đến đây, để này khi anh em về dọc phá mất công nó cháy. Đây mình sẽ cấp nguồn cho anh em xem là nha. Đây là cục nguồn của nó, 24 cell pin, dung lượng 2.500 một viên. Đây mình cấp vào dây ba lăng, nó nằm đây. Mình cho anh em thấy là cái sự độc lập về cái bộ nguồn này. Đây lên nguồn. Đó, anh em thấy không? Giờ mình sẽ sạc điện thoại cho anh em xem ha. Nó sẽ khác hoàn toàn. Nó vẫn mình bấm vẫn cái nút AC on off, mở AC on off, mình vẫn mở, nó vẫn hiển thị, nhưng mà nó không phải có cái sự kết nối ở phần phía sau nữa. Nó kết nối cái phần này nè, nó đưa tín hiệu qua cái bộ nguồn ra AC nữa. Thì ra AC là nó sẽ lên cái bộ nguồn hai dây AC, hai dây ở pin nè. Nó sẽ lên trực tiếp qua cái bảng mạch thứ hai là bảng mạch lưỡi, nó đều để sức điện 100V á. Còn cái này là cái dây ba lăng 12V của nó vẫn có rồi nè, để cho mình xài những cái DC nhỏ ha, DC cho mình cắm vào mình sạc. Giá này là giá bán cho anh em là 1.150.000 nha, chiếm khoảng bao ship. Anh em sẽ mua với giá cực hời, nếu anh em về biết sửa mình bảo đảm anh em sẽ sửa không quá 100k, còn nếu anh em đi thợ thì nó phải hơn. Đây mình đang sạc với cái điện thoại mình đang sử dụng nha nè, nó hiển thị là 3.0. anh em biết cái cổng sạc 3.0 này nằm trên những thiết bị cao cấp hàng xịn mới có thôi đó. Còn anh em mua những cái sạc dự phòng mà hàng lấu đều rẻ tiền thì đương nhiên là không có một cổng sạc nhanh này đâu nha. Mình đang nạp rồi, cái điện thoại mình đang quay phim luôn anh em. Cổng sạc 2.1 nè, nó sẽ hiển thị cổng sạc 2.1 đó, là 2.1A anh em. Là ví dụ dung lượng pin của anh em 24.000 sạc trong tầm 2 tiếng, dung lượng 1A nè, 5V 1A. Một cục pin này thì với sức ra 5V thì anh em phải xả ra hơn từ 10 lần cái điện thoại nha.
nó cũng pin này được, tỷ giá nó cũng hơn 500 ngàn rồi ha. Là mình bán theo kiểu hàng cũ nha. Bây giờ tiếp theo là cái bảng mạch thứ hai, nó vẫn đang có điện là DC nha. Để sử dụng được cái bảng mạch thứ hai, nó có cái lẽ phía sau nha anh em, và quạt là nó nằm ở phần này, nó điều khiển phần này, nó cấp qua nguồn qua đây. Và cho anh em xem cái bảng mạch thứ hai, hàng là xịn xò luôn. Đây linh kiện này mình do mình phá nó bị hỏng cầu chì nè, đứt cầu chì, mình câu không dây điện qua thôi, không sao hết. Này là nó không có sức ra điện 100V, anh em nào biết thì chơi, còn không thì đem ở thợ nha. Lý do mình biết chắc mình sẽ sửa được, nhưng tại vì thời gian mình không có nha anh em, thay vì mình sửa được mình sẽ bán được, ví dụ như mình bán được là hơn 500 ngàn đi, thời gian đó là mình có thể làm được cũng những công việc khác, nó sẽ như đây sẽ có thể là kiếm tiền được nhiều tiền hơn. Ví dụ như tại vì hàng ngày mà anh em gửi pin mình đóng rồi, nào là mình phải đi lấy hàng rồi phải gói hàng hàng ngày, ngoài bán hàng YouTube này, ngoài shop mình có shop trên Shopee Lazada, hàng ngày mình phải gói hàng với rất nhiều công việc cho mình. Mình vẫn sửa được cái nguồn này ha. Nhưng mà tại mình không có thời gian, mình dành thời gian đó cho anh em về, để anh em có thể tiết kiệm được thêm được một ít tiền. Cái tuyệt chiêu cuối cùng, nếu mình không sửa được, mình không phải là một thợ chuyên ha, mình không phải là một thợ điện tử chuyên nghiệp, mình dò mạch theo để mình sửa thôi, mình đo linh kiện để mình sửa thôi. Còn tuyệt chiêu cuối cùng là tại vì mình có một cái bộ nguồn thứ hai, mình có thể là mình thay sàn linh kiện qua, mình biết chắc là con nào, mình đo linh kiện là mình có thể dời nhà thằng kia qua thằng này là mình sẽ sửa được hết nha anh em. Kể cả một cái điện thoại, nếu mà trong tay anh em đang có hai cái tương tự nha, ví dụ iPhone 8, hai cái iPhone 8, một cái hư một cái chưa hư, mình nói ví dụ vậy thôi nha, chứ không phải cái nào cũng như cái này mình không thấy nó cháy cái gì hết nha anh em. Nhưng mà mình biết, mình nghĩ là chắc nó sẽ chết hai con IGBT này thôi, một trong hai con thôi, không có thời gian để mò. Mình đem đi thợ cũng được, nhưng mà thôi bây giờ đem đi thợ thì mình cũng tốn ví dụ 200-300. Thì trên cái clip này, anh em nào là ví dụ có biết chút về điện tử hoặc là có quen biết thợ điện tử thì chụp màn hình lại cho anh em thợ xem tham khảo. Nó sử dụng đến cuộn biến áp xung xuất ra 100V nè. Cái bộ nguồn to này nó sẽ có 4 biến áp xung, linh kiện nó sẽ gấp 3-4 lần con này ha. Nè, sử dụng mấy con tụ cao áp nè, sử dụng tụ này là tụ 250V 330mm. Đó, 250V. Nè, cái dây này dây tín hiệu bộ bản mạch thứ nhất qua bộ thứ hai. Để mình cấp vào mình sẽ đo, quên để cho anh em xem kỹ cái bản mạch trước đã. Nó có tín hiệu nhưng mà nó bị chết, kiểu như là chết, ví dụ mình nói ý dù chết như con IGBT này nè, 8 con phép này nè, một bên bốn con đầu vào và 4 con xuất ha. Bảo vệ quá dòng quá tải, có thể là nó chạm nó sẽ chết những một trong những con này thôi anh em về thôi. Còn tất cả những cái linh kiện trên đây mình thấy là sáng con hết, không có dấu hiệu chết. Mình đảm bảo nếu anh em nào biết sẽ sửa không quá hơn 100 ngàn. Bộ nguồn này nó sản xuất năm 2019 đó, 8 tháng 11 2019, là cái này là chưa được 3 năm nha anh em, chưa được 3 năm mà nó xuất hiện tại Việt Nam theo đường hàng bãi là nó quá sớm đối với mình nha. Đúng, đồ người ta nhiều khi nó sản xuất đi trước mình tới hàng chục năm mà mới có chưa được 3 năm là nó có mặt ở tại Việt Nam này, hơn 3 năm chứ anh em, nó ở chưa được 3 năm nay, tháng 11 mà tới hai tháng 11 23 là mới được 4 năm, ở hơn 3 năm rồi, quên nói nhầm nha anh em, sorry, hơn 3 năm. Đây, hai con cảm biến nhiệt, cái này mình sẽ lắp vào hoàn chỉnh, mình sẽ lắp vào hoàn chỉnh như cái bộ kia thôi, nói chung nó đầy đủ linh kiện. Trước mắt là cái bộ DC này sống cho anh em nè, này mình hơi mất thời gian nha anh em, tại vì nhiều khi mình phải review kỹ cái sản phẩm này bị lỗi này, cho nên mình sẽ nó mất thời gian của mọi người. Đây mình sẽ cấp nguồn cho nó, không biết đây dưới có gì không để nó chạm nó giật ở bóng bên cực kỳ để nó không chạm nổ. Cái này nó hơi khó một tí, cái là tháo ra nó hơi lằng nhằng cái chỗ này đó, tại vì không gian này nó hơi nhỏ. Mình bán 1.150.000 nha, bao gồm là pin mình sẽ ráp vào, nói chung là đầy đủ linh kiện của nó, chỉ không kèm theo cục sạc thôi, cục sạc nó để mình
phải nói chi tiết lại nữa. Để máy vào cho nó đúng chứ không thôi để nó ngẫm nghe anh em. Đem qua đây cái nó xúc bình thường bên đây. Đây. Mình sẽ mở lên, một nguồn lên. Khi nguồn bên đây nó sẽ xích qua bên đây, nó điều khiển những cái nó chỉnh những cái bóng đèn led, bóng đèn này, pin này, quạt này. Đó. Cổng sạc DC này. DC này thì nó cắm ở thằng ở bên đây. DC nó cắm bên đây. Còn quãng mạch này thì 50Hz, 60Hz nữa. Mình sẽ quên nữa, mình có cái quạt, cái thôi giờ không có thấy cái gì hết á. Để mình mở nguồn AC lên cho anh em xem. Mình sẽ đo. Mình sẽ đo AC. Ở đây nó có một cái công tắc này để mình mở lên. Rồi mở rồi. Nó không có ra AC nha anh em. Nói chung là nó bị cũng như kiểu như là nó bị đứt cái cầu chì đây nè. Nó không có ra AC. Đó. Đó. Đặc biệt khi mà không có tải nó sẽ tự động tắt luôn nha anh em. Không có dòng có tải, trong vòng 1 phút là nó sẽ tự động tắt. 1.150.000 nha, chuyển khoản mình bao ship. Khi mình lắp vào đầy đủ linh kiện hợp như thế này thì nó sẽ y như thế này cho anh em mình. Và kèm theo một quả pin chà bá lửa nó 24 cell nữa nha. Cái này là mình hướng dẫn cho anh em độ chế khi mà cái giắc sạc zin của nó. Tại vì nó cái này phải mua đặt từ bên Trung Quốc về mới có. Tại cổng, cái cổng sạc nó làm là cổng 3.5 thay cổng 5.5 nè, hai. Nhưng mà này cái giắc sạc nó nhỏ hơn. Giắc sạc nó nhỏ hơn thì mình đấu dây nó ra đây thôi, để cho mình chế cháo nó thôi, mình đấu dây ra đây thôi. Cái này thì anh em làm biết chút xíu về công nghệ thì mình biết chút xíu về cái này thì mình sẽ làm được thôi. Ví dụ như để mình cho anh em xem đây. Đây là cái giắc sạc nó làm rất là xịn nè, làm một cái bo mạch này khép kín với nhau, một cái là vừa y luôn. Đây là hai cái giắc sạc đó, anh em về cái đo cộng trừ anh em đưa ra, đưa cái dây ra mình sẽ đưa vào cái nguồn ngoài đây kia thôi. Và mình kèm thêm một cái bo mạch này nữa, anh em có thể sạc qua mạch hoặc là theo cái bo mạch này nó chỉ cho sạc tối đa 2A. Thì cái bo mạch này anh em có thể sạc 5A để nhanh đầy. Đó đó là mình để mình chế cháo thêm nha. Còn cái hai cái giắc, cái này là cộng từ để cho nó cộng từ này là thêm cái nguồn sức ra nữa nè, cái nguồn sức ra 12V. Hoặc là mình có nhiều cách để làm đó anh em, nhưng mà mình thôi mình anh em làm đơn giản như thế thôi theo cái trên clip này thôi. Thì trước mắt mình bán cái bộ này 1.150.000 gồm pin ráp vào đầy đủ y như này thôi. Trước mắt là sử dụng được cái phần DC này, còn phần AC này anh em về xử lý nha. Tự sửa thì rất rẻ, còn đem đi thợ thì cũng chỉ tốn thêm vài trăm thôi. Nhưng mình chưa biết nó chết cái con gì nha anh em, nhưng mà mình nghĩ là rất là đơn giản ha. Anh em nhắm chơi được chơi chứ mua về nhiều khi sửa không được đừng có quán trách mình nha. Là trước mắt cái phần này thôi là cũng đủ có giá trị cho anh em rồi. Đó, hai cái này thì đơn giản thôi, một cái khung vỏ bằng nhôm nữa. Mình sẽ lắp vào đầy đủ thôi. Quên nữa, cái thằng bộ nguồn to này làm khung nhôm rất là chất lượng nha anh em. Anh em sử dụng thì mấy cái đồ điện tử thì anh em mình tránh xa nước ra, đừng có tắm mưa nó là được thôi. Bộ nguồn di động này, cái ổ điện di động à, mình có thể xách đi bất cứ đâu, mình sử dụng rất là nhiều việc. Quên nữa, cái thằng này để mình test cái bộ nguồn test cái bộ nguồn nhỏ thôi nha. Khi mà anh nổi công suất, khi mà có tải vào anh em, quạt nó sẽ nổi lên. Cái này là 300W nè, con nguồn nhỏ 300W, mình sẽ cắm bóng đèn 300W luôn, mình thử luôn. Thử trực tiếp luôn chứ không có giấu giếm gì nha. Nhiều
khi bộ cái những cái bộ nguồn lõi này mình phải quản phải giới thiệu kỹ, nó mất thời gian. Anh em quan tâm thì hãy xem kỹ nha anh em. Đó, bóng đèn đang sáng nè. Nè, cái bóng đèn này mình bán 300.000 đèn đen anh em, mình có thể mình treo bất cứ đâu, mình có thể xây đa hướng luôn. Trên đó mình sử dụng quạt quạt bãi nhiệt 100V. Mình sử dụng 100 để mình cắm thêm thử coi nó mát công suất nó luôn ha. 300W rồi. Bây giờ mình chơi luôn 100W nữa. Cho anh em mình xem thực tế luôn. Coi cái sức chịu đựng của nó, coi nó bảo vệ quá dòng, quá tải như thế nào nha. Như mình đã nói thì mấy cái này thì pin nó đã chết rồi, thì mình đã sai bằng mình thay bằng bộ nguồn của mình thay tới 10B lịch. Còn mình anh em nào muốn mua bộ nguồn mới thì mình sẽ bán với nguồn mới. Giá cả nó khác nhau hết. Quan trọng ở cái nguồn pin. Đây nghe anh em. Đây mình cắm mát công suất luôn là 400W nè. Bóng đèn này 100W, bóng đèn này là 300W. Đây nha. Nó công suất nó ghi thông tin là 300W thôi, nhưng mà là mình đỏ ra cho nó ra là 400W. Đó, anh em thấy nó bảo vệ qua nè, quá tải. Tự nó tắt rồi ha. Là mình rút ra bớt một cái mình sẽ mất. Đó, mình sẽ mở nguồn lại. Anh em thấy không? Cái bản mạch này thợ điện tử thì anh em nhìn thợ điện tử nhìn cái viết xịn hay không xịn rồi. Những con bộ nguồn UBS ở đây Việt Nam mình là sẽ không được như thế này nha, nó sử dụng khác nhau hoàn toàn. Cho nên mình không thể so sánh, cái này mình có thể xách đi chơi bất cứ đâu, mình có thể làm những công việc rất là hữu ích. Tại vì những nguồn điện bây giờ là đa phần nó sử dụng auto volt rất là nhiều rồi, chứ không phải là kiểu như 100V hay 220V. Đồ điện tử Việt Nam mình á, 220V nó sử dụng auto volt là nhiều rồi nha anh em. Ví dụ những củ sạc của điện thoại của anh em rồi đó, nó sạc auto volt hết rồi. TV cũng vậy ha. Anh em thấy sử dụng lại bình thường. Lưu ý là mình bán cái bộ nguồn nhỏ này mình sẽ có hoàn chỉnh cho anh em là 1.21.50.000 nha anh em. Mình sẽ lắp vào hoàn chỉnh, như cái phần lỗi như thế nào thì mình diễn tả trong video này nãy cũng mười mấy phút rồi. Còn anh em muốn sử dụng một bộ nguồn to như thế này, ở bộ nguồn hoàn chỉnh, chưa qua sửa chữa và thay pin vào thì sẽ có mức giá khác nha. Ví dụ mình thay xeo V3B này 9B. 9B là tương đương với 27 xeo pin. Là dung lượng thằng này 2002 một viên thì anh em nhân ra 9B nó cũng khoảng 20A rồi. Mà pin xeo này là chưa sử dụng, mình đang bán giá là 32.000 một viên. Đó, anh em thấy một cục nguồn như thế này là cũng tiền triệu rồi. Ví dụ 9B là anh em thấy là 27 cell nhân cho 33 thì cũng khoảng 900.000, tiền công nó khoảng 1 triệu rồi. Đó. Thì anh em nào muốn chơi một bộ nguồn hoàn chỉnh cell Sony xịn này luôn thì giá nó sẽ là 2.5 triệu. Cái này thì theo cục pin này thường mình bán phải từ 550 ha, bộ pin này dung lượng chuẩn luôn, mới luôn. Mới sản xuất đây thì chất lượng anh em khỏi phải lo. Đó, trước mắt là sử dụng được DC này, AC thì anh em về phần xử lý phần này thôi. Đó. 1.150.000 anh em, còn bộ này to thì 4 triệu. Mình đang sử dụng một cái bóng LED 12V 50W ở trên mình cắm vào đây nè. Có thể mình đã sử dụng để mấy ngày luôn nha, nếu mà sử dụng liên tục. Và để mình tắt đi và mình xuống đi. Cái này anh em có thể chế linh tinh đâu được nha. Có anh mua những bộ nguồn to của mình á, chế một cái bóng LED đây nè, rất là nhỏ gọn, bỏ dây ấp xuống đây. Có người thì chế cái tấm năng lượng mặt trời á, anh em có thể sạc nó liên tục, nhưng mà mình chế nó để sạc liên tục như thế thì mình thấy nó cũng không hay. Khi có nhu cầu pin nó cạn hay đó mình cắm mình sạc thôi, chứ còn nhu cầu nguồn nó còn thì mình cắm sạc nó thì nó hơi bị ấy ha, hơi bị dư thừa quá. Đó, bộ nguồn to anh em thấy là nó gấp 3 lần thằng này. Ba lần mẹ với con rõ rệt đúng không nha. Con nguồn này tại mình để nó bị bụi nha anh em. Đó. Cộng sản nói chung đồ nó rất là quá xịn. Linh kiện của nó là chất lượng. Chỉ đơn giản thế này thôi, lắp vào thôi, 1.150.000 và 4 triệu rồng rồi. Pin mới 2.5 triệu, pin Sony. Dung lượng 20A luôn. Về cấp nguồn sạc đa năng từ 13 cho tới 23V thì anh em nguồn sạc đó kiếm rất là dễ dàng. Thứ nhất là pin những sạc pin 4S, 5S và cục nguồn máy tính, những cái bộ nguồn rất là nhiều đang có trên đây rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn anh em mình đã xem clip này. Clip này hơi dài tại vì phần giới thiệu mấy những cái bộ nguồn lỗi này nó hơi mất thời gian của mọi người. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ mình nha.